Tuấn Khương xin thân ái chào toàn thể quý vị khán thính giả đã đến với kênh Tuấn Khương TV. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì Khương xin mời quý vị hãy cùng với Khương theo dõi cái cuộc hành trình vừa rồi mà Khương đã thiết kế lại cái phòng thu âm, cái nơi sản xuất âm nhạc của Khương. Thì hôm nay thì Khương sẽ quay sơ sơ lại cho quý vị xem nha. Hồi chiều này thì các thợ đã làm xong hết rồi và hôm nay đã chính thức bàn giao. Thì bây giờ là trong phòng này chỉ còn có hai anh em thôi, Tuấn Khương và em trai Phong Sơn Nước đây. Đây Phong. Chào khán giả Phong. Chào khán giả. Đó. Thì hôm nay hai anh em mình đang trang trí lại xung quanh, nhất là em Phong đang đang gắn cái nút bạc cho mình nè. Đây em Phong đang gắn cái nút bạc của mình. Mấy ngày hôm nay mệt quá trời mệt luôn. Nói chung là một ngày là hình như là quên ăn luôn á. Nhưng mà vẫn phải cố gắng để làm hoàn thiện cho xong thật sớm để có một cái địa điểm sản xuất âm nhạc cho nó thoải mái một xíu, chứ bữa giờ cũng hơi vất vả lắm quý vị ơi. Mà quý vị có biết không, thật sự ra là mình làm theo cái tiến độ cũng rất là nhanh á. Tự vì những cái phần cách âm nè, rồi những cái mà để ốp gỗ trên trần nè, đó rất là cực luôn. Nói chung là làm rất là cực, nhưng mà các thợ, những người thợ họ rất là tận tâm tận tình để hỗ trợ cho Khương có được nhanh chóng để hoàn thành xong cái phòng thu. Trong đây là cái chỗ mà để thu âm cho ca sĩ đây. Đây, cái chỗ này để thu âm cho ca sĩ, đây gọi là phòng cách âm. Đó, khi mà ca sĩ đứng vào đây hát thì bên ngoài đây thì một người kỹ thuật sẽ ngồi phía bên ngoài để hướng dẫn cho cái người ca sĩ hát và bấm máy ngoài đó. Còn trong đây rất là kín nha, chỉ cần mình đóng cửa lại một cái là mình nói chuyện không có nghe luôn, chỉ là nghe bằng cái âm thanh thôi. Trên đây thì cái này cách âm cho nên mình sử dụng bằng mút. Trên đây phải sử dụng bằng mút để cho nó đừng có dội. Còn bên đây thì gỗ này là gỗ tiêu âm. Gỗ tiêu âm. Dưới cũng làm sàn gỗ, nói chung là mình làm tất cả xung quanh bằng gỗ. Gỗ thì nó sẽ chống dội. Xong rồi hả? Keo đó xong rồi hả? Cuốn lại cho nó. Trời, mấy nay hai anh em mình hồi từ chiều tới giờ luôn, chưa ăn cơm luôn á. Khi mà thợ bàn giao xong một cái là quá mừng luôn. Phải tranh thủ làm cho nó lẹ để tập trung cho nó xong sớm nè. Bên đây là cái khu vực này là để khu vực khách ngồi. Khách ngồi chờ. Đây, khách sẽ ngồi chờ ở đây. Rồi, Hưng sẽ đứng ở bên ngoài, đứng ngoài cửa quay vô. Đó, nó rất là rộng nha quý vị. Đó là, đây là cái nơi, cái phòng để Khương làm việc sản xuất âm nhạc, để dành thu âm những sản phẩm chuyên nghiệp cho ca sĩ, để ra đĩa, hồi xưa gọi là đĩa CD đó, bây giờ gọi là RAM Master. Trong đây thì Khương cũng có trang bị thêm một cái trong cái phòng này á, thì nó cũng có một cái nhà vệ sinh cũng khá là sạch đẹp để cho khách sẽ tự nhiên hơn, không có phải đi ra ngoài. Đó, trong đây là cái phòng vệ sinh. Cái này mình quay sơ thôi, mình không quay nhiều. Ra ngoài cửa thì cũng sẽ có thang máy cho khách đi. Ở đây sẽ có thang máy nha. Rồi, sẽ có thang máy cho khách. Nhiều khi những ca sĩ gạo cội lớn tuổi đó, cho nên đi le lên cội lên lầu nó hơi vất vả xíu, cho nên mình cũng trang bị thang máy.
Dạ đây thang máy đây. Dạ. Đó, đây là cơ ngơi làm việc của Khương. Tội nghiệp em Phong từ sớm tới giờ. Cả nửa tháng nay hơn thì Phong lúc nào cũng hỗ trợ cho Tuấn Khương hết. Cũng đi làm, rồi trong công việc làm thì hết giờ thì chạy qua đây để vừa học nhạc nữa nha cả quý vị. Vừa học nhạc, vừa tập nhạc rồi vừa dọn dẹp phụ nữa. Đang chạy lại cái đường dây. Đây là cái màn hình làm việc của Khương nha. 49 inch đó. Đó, ở đây là chính phòng thu âm chính thức của Khương, của Tuấn Khương. Thì thời gian sắp tới khoảng qua tháng 7 thì Khương mới có thời gian để mở thêm một cái phòng dạy nhạc này. Rồi mở thêm cái phim trường nho nhỏ để quay hình. Hôm bữa thì Khương có quay âm nhạc để đời ở chỗ góc này rồi. Nhưng mà hôm đó thì cũng chưa có hoàn thành nữa. Chỉ là có một cái góc này để quay thôi. Sắp tới thì mình sẽ mở rộng nhiều thứ nữa. Đây là cái ghế này, là cái ghế để tập ngồi, tập hát, tập đàn. Ngồi cao á. Mình ngồi cao thì để cho cái hơi mình nó cái bụng mình nó thẳng ra. Thì nó mới có hơi. Chứ còn nếu mình ngồi những ghế thấp thấp thì nó sẽ mất hơi. Hoặc là nhiều ca sĩ lớn tuổi thì cũng để cho ngồi để vòng thu âm. Đó, quay lại phòng thu cho quý vị xem nha. Trong đây thì vào đây rồi thì máy lạnh rất là lạnh luôn á. Rồi, quý vị nào mà có nhu cầu muốn thu âm những sản phẩm chuyên nghiệp thì cứ liên hệ với Tuấn Khương, để lại bình luận hoặc là để lại số điện thoại thì Khương sẽ có trợ lý của mình để liên lạc lại với lại quý vị nha. Đuối chưa? Đói bụng chưa Phong? Đói lắm rồi. Ráng đi chút xíu nữa đi. Chút xíu nữa rồi đi kiếm ra kiếm lẩu ăn đi ha. Húp cho nóng nóng. Cho nó lấy lại tinh thần cái sức đề kháng nè. Rồi xong anh em mình gom rác rồi xong hết cái bắt đầu cái mình hút bụi, nhà máy hút bụi nè. Đó mình hút bụi qua, hút qua một cái là ok nè. Nói chung hút qua một cái rồi cho lao một cái. Tại vì hôm nay hồi chiều cũng có vài người phụ luôn á cả nhà, nhưng mà giờ này cũng chiều tối rồi. Thôi mình cứ để cho người ta về. Chứ bắt làm hoài thì cũng ngại quá. Bây giờ chịu khó chút xíu. Nói chung là tự mình làm mình mới cảm nhận được là cái cuộc sống này nó đầy thú vị, chứ mình cái gì mình cũng chỉ tay năm ngón thì nó không còn gì thú vị hết. Rồi quý vị ơi, bây giờ thì Tuấn Khương với lại Hoàng Phong là Phong Sơn Nước xin chào tạm biệt quý vị nha, và chúc cho quý vị trong cuộc sống lúc nào cũng được nhiều thành công, nhiều thắng lợi, nhiều hạnh phúc, và mỗi lần quý vị nhớ đến hai anh em, nhớ bật nhạc của hai anh em nghe nha, ủng hộ thật nhiều để sau này hai anh em mình có nhiều động lực hơn để cống hiến và phục vụ những sản phẩm nhạc nhiều hơn cho quý vị được xem. Xin thân ái chào tạm biệt.